Tập 19. Hình như là anh trai của em. Dạ bác sĩ Triển. Anh ấy biết em thích đến đây, vậy nên cho anh ấy đến đây để đợi em. Không thấy em đâu, kiểu gì anh ấy cũng lo. Hay là em cứ về đi đã. Không, em đã bảo với anh ấy là muốn đỡ một mình. Thật ra anh cũng ủng hộ em ra nước ngoài. Em không thể vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình sao? Dù là em đi bao lâu, anh cũng đều sẽ đợi. Em cũng đã suy nghĩ mãi mới quyết định không đi nữa. Lần này anh ấy bắt em ra nước ngoài, sau này cũng sẽ phản đối chúng ta bên nhau. Em không thể chấp nhận cái kiểu ép buộc như thế được. Vậy nên lần này em nhất quyết không đi, không nhượng bộ anh ấy. Hùng Phi, anh nhất định phải ủng hộ em. Cảm ơn em đã đến đây với anh. Mỗi ngày túc trực bên bàn mổ, hiếm khi được dịp rảnh rỗi đi ngắm hồ cùng anh. Vậy anh phải cảm ơn bác sĩ Triển rồi. Chú Minh Minh, ta làm đi tập cùng nha. Cứ đi một mình đi, tôi không có tâm trạng. Nè, làm sao vậy? Tại Tiểu Mã hả? Đừng nhắc tới người đó, tôi không nên cứu anh ta. Nè, anh đâu có sai khi cứu người ta. Mới thế mà đã không chịu nổi sao? Lời người này nhăn nhãn ra, tôi không nên lãng phí công sức. Mọi khi anh ngạo mạn lắm mà. Sao đối với loại người đó làm gì chứ, đúng không? Alo, dạ Quy Hoàng à? À, đến ngay. Trong quá trình cứu hộ, chúng ta có thể gặp phải muôn vàn khó khăn. Vì nên thường ngày huấn luyện vất vả, thông thạo và nâng cao kỹ năng cứu hộ là có thể khắc phục được khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và thời khắc quan trọng. Nhưng có những vấn đề chỉ dựa vào kỹ thuật thì không giải quyết nổi. Đến lúc người dân không hiểu, không tin tưởng chúng ta, bao gồm việc một số nạn nhân hoài nghi chúng ta, thậm chí là mỉa mai nói lời ác ý. Sự việc của Chu Minh Minh là một ví dụ. Chúng ta phải đối mặt với mọi loại áp lực. Chúng ta không thể yên tâm ở bên người nhà, không thể hoàn thành tốt nghề tay phải. Nhưng tôi muốn tuyên bố trịnh trọng, công việc của chúng ta là cứu vãn sinh mạng. Chúng ta không hề hổ thẹn với lòng. Vì nên tôi tha thiết xin mọi người hạ cái tôi xuống, mặc kệ người đời khen chi, để toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, cứu vãn sinh mạng. Bất kể là gặp phải vấn đề gì, sự việc gì, thì tập thể này cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Đội cứu hộ Truy Quang sẽ mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của mọi người. Hey, giám đốc Minh. Giám đốc Minh đến muộn, lát nữa phải uống thêm vài ly đó. Chơi vui nha. Chúng tôi đi trước, giám đốc Minh.
Mấy hôm rồi mới gặp lại. Đừng có chạy nhanh thế chứ. Chị Đông Minh đã lâu không gặp. Làm ăn ngày càng phát đạt nhé. Chơi vui nha. Chúng tôi qua bên kia trước. Đại anh Hùng. Đến rồi hả? Hai người hào gì đấy? Mọi người chắc mọi người không biết đâu. Hôm qua bên của chúng tôi đã dũng cảm cứu người đuối nước. Giỏi vậy sao? Không ai quan tâm Minh Minh phải không? Còn được đưa tính cơ mà. Nào đấy, tôi đề nghị chúng ta cùng mời Đại anh Hùng một ly. Nào, đợi đã. Ngại quá, tôi nhớ nhầm rồi. Người đã cứu nạn nhân đuối nước là một cô gái, không phải là Minh Minh. Người khi nạn nhân đuối nước bị ngất xỉu mới là Minh Minh. Cứu người hay giết người vậy? Đúng rồi đó, buồn cười chết đi được. Người ta hô cứu mạng, thế là Chí Đức Minh đánh ngất luôn. Uống say rồi đó hả? Cậu có biết y học không? Tôi làm vậy để cứu anh ta đấy. Thôi thôi đi, con gái kia còn phải cứu cậu lên nữa kìa. Thế mà còn đợi cứu người sao? Không biết thì đừng cứu đám ăn xôi chứ. Này này, uống rượu đi. Đúng rồi đó. Giám đốc Minh vậy luôn sao? Hay là loại người gì vậy? Bạn bè mày vậy sao? Đùa tí thôi mà. Tôi định đi đâu vậy? Mẹ. Chuyện bữa nay mẹ biết rồi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con để tâm đến chuyện như vậy. Con trai, mỗi người đều có ưu điểm và sở trường riêng. Con lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Nhưng con có từng nghĩ, con thực sự có khả năng đích thân cứu người không? Nếu đã không thể mà còn cố, thì có phải là đang cướp đi cơ hội được cứu của người khác không? Mẹ, những điều mẹ nói con đều hiểu rồi. Con, chủ tịch, tôi cảm thấy Minh thật sự yêu công việc cứu hộ, cũng nhờ nó mà anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng với một người mẹ mà nói, sự an toàn của con mới là trên hết. Gì thế? Sao hôm nay tôi gọi mấy cuộc mà anh không nghe máy vậy? Cuộc sống đời tư của sếp phải báo cáo với cô hả? Tôi nói anh nghe, hôm nay không đến đội cứu hộ là thiệt lắm luôn đó. Mai tôi đến. À,
dám cúp máy sao? Minh Minh, sao lại đến sớm vậy? Chị Tịnh, tôi mới rút khỏi đội cứu hộ. Chú Minh Minh, rút lại câu nói rồi khỏi đội đi. Cô cứ kệ tôi. Chị gì biết câu nói đó mà anh phủ nhận bản thân sao? Hôm qua đội trưởng Thanh Sơ ủng hộ anh lắm đó biết không? Chuyện đó có liên quan gì đến tôi nữa? Mới thất bại có một lần. Anh có biết trước khi thành công, một họa sĩ truyện tranh bị từ chối bản thảo bao nhiêu lần không? Có biết là trước khi đoạt giải, một vận động viên bị thương bao nhiêu lần không? Ngành nghề nào cũng khó khăn. Người ta là người ta, tôi là tôi. Anh quyết định từ bỏ phải không? Đúng. Anh thà làm kẻ nhát gan phải không? Đúng. Là gì vậy? Đinh Đinh, cô không muốn sống nữa sao? Muốn chứ, nhưng tôi tin anh. Đó, anh vẫn nhảy xuống cứu người đó còn gì. Chị Tịnh, xin lỗi, sáng nay tôi hơi bốc đồng. Cậu đã nói gì hả? Tôi có nghe thấy cái gì đâu. Tôi pha thuốc nè. Cảm ơn chị Tịnh. May mà có tôi đó nha. Có phải là nên mời tôi một bữa thịnh soạn không? Nếu không nhờ tôi thì cô mất mạng rồi. Là còn kêu tôi mời hả? Mời thì mời, không mời thì thôi. Được rồi, tôi mời. Nhưng cô phải hứa sau này không được làm những chuyện nguy hiểm vậy nữa. Nghe rõ chưa? Biết rồi. Nào, tranh thủ uống lúc còn nóng đi. Cảm ơn chị Tịnh. Coi chừng bỏng đó. Đợi đã. Trùng hợp gì? Trông cô nhếch nhác vậy. Anh cũng có hơn gì tôi. Ý cô là sao? Tôi muốn nói là trong anh có vẻ hơi mệt. Đợi đã. Ôi, sao cho mình tự nhiên lại bị chuột rút thế này? Nghĩ một chút đã. La Nguyên có liên lạc với cô không? La Nguyên, cô ấy đã nước ngoài rồi mà. Giờ này chắc phải tới anh rồi nhỉ? Lát nữa tôi gọi điện hỏi thăm nha. Cô bé không đi nước ngoài, nó đi trốn rồi. Đi trốn? Nguyên Nguyên gan hợp vậy, cô ấy trốn ở đâu? Đã tìm ra chưa? Nó không liên lạc với cô sao? Không có. Hình như chân tôi đỡ rồi, tôi vào nhà trước đi. Sợ hết hồn. Nguyên Nguyên, về nhà đi.
Em sẽ về, nhưng không phải bây giờ. Có lẽ anh nên nghĩ xem tại sao Lan Nguyên muốn tránh mặt anh. Hùng Phi. Alo, anh gặp Lan Nguyên rồi hả? Mai gặp nhau một lát đi. Anh, ngồi xuống nói chuyện cũng được. Nguyên Nguyên, đúng là anh không nên có thái độ bắt ép em ra nước ngoài. Nhưng anh vẫn cho rằng em không nên từ bỏ tương lai của mình chỉ vì một người đàn ông. Em đã có từ bỏ, sau này có cơ hội em sẽ học tiếp. Nhưng bây giờ anh từ bỏ còn gì? Em có biết là làm vậy rất bốc đồng không? Tại anh ép em mà. Để anh nói cho. Chúng tôi đã quyết định sẽ ở bên nhau. Em hẹn anh ra đây là để cho anh nghe điều này sao? Lan Nguyên không chê tôi từng ngồi tù, cũng không chê tôi buôn bán nhỏ. Tôi rất cảm kích cô ấy và sẽ trân trọng tình cảm này. Anh là người thân nhất của Lan Nguyên. Tôi đảm bảo với anh, tôi nhất định sẽ đối tốt với cô ấy, không phụ lòng cô ấy. Nếu cô ấy muốn ra nước ngoài học thêm, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Hôm nay chúng tôi đến đây là vì thực tâm hy vọng anh có thể chúc phúc cho chúng tôi. Nguyên Nguyên, lúc bố mẹ mất, anh đã hứa với bố mẹ không bao giờ để em bị ấm ức. Anh chiều em là vì hy vọng em sẽ được sống hạnh phúc, không phải lo cơm áo gạo tiền, chứ không phải là để em đi bán hàng với người ta. Nhưng em bằng lòng. Bây giờ em chưa hiểu, nhưng rồi sẽ có một ngày em hiểu ra. Anh làm vậy hoàn toàn là vì muốn tốt cho em. Về nhà với anh đi. Từ nhỏ đến lớn, việc gì em cũng nghe theo anh hết. Nhưng về mặt tình cảm, em tự mình quyết định. Anh đừng bắt ép em có được không? Anh ta làm gì có khả năng chăm sóc em chứ? Em ra nước ngoài thì anh ta giúp được gì? Em có thể đi làm thêm, không cần bất cứ ai chăm sóc. Vậy sao? Vậy để cho em được cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thế ai đã khiến em thành ra như vậy hả? Anh à,
Em xin lỗi, em không có ý đó. Em... Anh à, em sai rồi. Vừa rồi em nói giận quá thôi. Tại anh không tốt. Anh không phải là một người anh tốt. Không, không phải. Được rồi. Anh biết em không cố ý. Chúng ta về nhà thôi. Đi. Bác sĩ Triển, sao cậu đến đây? Tôi muốn nhờ chị dạy kiến thức cứu nạn dưới nước. Nghe bảo dạo này cậu không được ổn lắm, nhưng trông cũng khá đó. Chuyện qua rồi, năng lực nghiệp vụ chưa tốt thì luyện tập thêm có gì to tát đâu. Có nhiều người biết cứu nạn dưới nước mà, sao phải tìm tôi? Vụ này tôi nghe ngóng rồi. Vậy cô này dưới nước chuyên nghiệp thì chị như thế này này. Đã học thì phải học người giỏi nhất. Vậy thôi nha. Nhưng tôi không định nhận đồ đệ. Tôi có ý này. Tôi muốn đào tạo một đội cứu hộ dưới nước cực kỳ chuyên nghiệp, để huấn luyện cho các đội cứu hộ ở từng khu vực. Chỉ cần cứu này dưới nước là họ sẽ nghe đến chúng ta. Tên của chúng ta sẽ vang danh toàn cầu. Chí hướng cũng cao xa đó. Thế nào, bác sĩ Triển, có hứng thú thì đào tạo thành phần cốt cán của đội này đi. Tôi chỉ rảnh vào Chủ nhật. Không thể chắc đi. Hồi nhỏ em bị sốt, anh cho em uống nhầm thuốc, thế là em không nói được. Nhưng em chưa bao giờ trách anh ấy cả. Tập luyện cường độ cao quá sẽ khiến cơ bắp bị thương. Cảm ơn. Gọi điện không thấy anh nghe nên đoán là đang ở đây. Tôi biết anh phải chịu áp lực rất nặng. Bác sĩ bảo tôi cũng thường bị áp lực đè nặng tới mức không trụ nổi. Anh có muốn thử cách mà tôi giải tỏa áp lực không? Ông chủ cho tôi 5 tờ thẻ cao trúng thưởng.
Được, đợi lát nha. Đây, của cô đây. Cảm ơn, không có chi. Mua thẻ cào trúng thưởng là cách em giải tỏa áp lực sao? Có ra em cũng muốn trở thành tỷ phú sau một đêm. Anh biết rồi. Em đang làm từ thiện. Nếu không trúng thưởng thì coi như là quyên góp. Đừng nói gì nữa, được chứ? Anh thử đi. Không thử. Lỡ trúng thì sao? Người mới hay may mắn lắm đó. Em chưa trúng mà anh trúng thì mất mặt lắm. Được rồi, để anh cào. Nè, đợi đã. Bắt đầu đi. Cào mạnh lên. Anh biết rồi. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Để xem nào. Chẳng có gì hết. Bực anh ghê. Em thích thẻ cào trúng thưởng vậy sao? Nếu ban nãy trúng thưởng thì chắc anh không vui. Người đi đợi anh nha. Thế nào, tâm trạng tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa, ta còn trúng 20 tệ. Tất nhiên là không tính 100 tệ tiền mua thẻ cào. Thế đã nghĩ nên tiêu 20 tệ này kiểu gì chưa? Rồi. Đi thôi anh. Sao em không ăn đi? Không còn món khác sao? Gật dê là món đặc trưng của quán. Em nếm thử đi. Vậy trong đầu tôi chỉ toàn là kiến thức giải phẫu. Thế nào? Chắc là tôi đói rồi. Đói thì dễ xử rồi. Chủ quán, cho tôi gọi món. Đây. Thế nào hả? Nhưng quá ngân sách rồi. Cật dê nhắm với bia, vừa ngon vừa dễ ăn. Sao lại đến những nơi như thế này? Đây là nơi lần đầu tiên anh mời Lan Nguyên đi ăn đồ nướng. Hồi còn đi học bọn anh không có nhiều tiền. Lan Nguyên muốn ăn đồ nướng nhưng không dám gọi nhiều. Vậy sao anh nhận một công việc giặt. Sau khi nhận được tiền, anh liền đưa con bé tới đây ăn một bữa no nê. Khi đó anh đã bảo với nó, anh bảo rằng để sau này anh kiếm được tiền, em muốn ăn bao nhiêu cũng được. Anh đã làm được rồi.
Anh không muốn La Nguyên phải chịu khổ. Anh là một người anh tốt. La Nguyên sẽ biết thôi. Ăn no quá. Nếu La Nguyên kiên quyết ở bên Hồng Phi thì anh sẽ làm sao? Vậy anh hỏi em, nếu Đinh 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 ở bên một người không đáng tin cậy, em có đồng ý không? Nó vốn đã không đáng tin nổi rồi. Tôi đang mong người cao tay hơn để trị nó đi. Mọi người đều cho rằng cách anh làm là không đúng. Vậy anh hỏi em, có phải em cũng giống La Nguyên, không thích ở bên người như anh không? Đâu có. Vậy là thích ở bên anh à? Cũng đâu có. Anh cô vẫn chưa chịu nói chuyện à? Không ngờ lại trẻ con vậy đó. Tôi nghĩ anh ấy từ chối giao tiếp với cô, chắc chắn là muốn cô chọn một trong hai. Xem trong thanh tâm cô, anh trai quan trọng hay là bạn trai quan trọng? Tôi không muốn đánh mất Hồng Phi. Tôi không muốn đánh mất anh trai. Tôi thấy khó. Tôi nghĩ anh ấy hạ quyết tâm rồi, sẽ chia cắt hai người đó. Cô yên tâm đi, tôi chắc chắn đứng về phía cô. Tôi cũng muốn cho anh cô một bài học. Nhưng anh ấy là luật sư, anh nói giỏi lắm, tôi đấu không lại. Không biết ai có thể trị được cái anh La Bản này nữa. Chị ủng hộ em mà phải không? Tôi ủng hộ cũng vô ích, phải hỏi anh cô kìa. Cô muốn nhờ tôi thuyết phục sao? Cô biết tính anh ấy, có chịu nghe ai đâu. Trong tim anh ấy chỉ khác biệt. Cô thích điều gì ở Hồng Phi? Ở bên anh ấy em thấy rất thoải mái, rất vui, là còn an toàn nữa. Với cả ngay lần đầu gặp mặt, em đã cảm thấy rất thân thiết với người nhà của anh ấy. Anh ấy thật hạnh phúc. Em cố ý chọn chỗ này à? La Nguyên đến gặp em rồi à? Biết thế mà anh còn đến. Nói chung là em không khuyên được anh đâu. Anh đến để xem em có thể làm được gì. Được thôi. Hy vọng lát nữa anh giữ tự tin như thế. Được thôi. Chào anh, mời chung. Cảm ơn. Cứ đi anh. Anh bao bọc La Nguyên kỹ quá, khi cô bé từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn thấy những thứ tốt đẹp. Nó tin người quá. Tôi đã hứa là sẽ giúp La Nguyên, nhưng tôi không bảo cô ấy hôm nay hẹn anh đến đây. Tôi muốn anh thấy cuộc sống hàng ngày của họ một cách chân thật nhất. Còn đâu thì anh tự phán đoán đi. Mẹ, mẹ nấu canh đậu xanh cho nè. Vâng, để con đi lấy bát. Arza,
Con trai, mẹ đã học vài cử chỉ tay đơn giản. Vậy à, con vất vả rồi. Cha có biết không, học tiểu học rồi mà Hùng Phi vẫn còn tè dầm. Tại vì tới hôm ấy uống nhiều canh đậu xanh quá đó. Nguyên Nguyên, ăn nhiều vào. Nguyên Nguyên, mẹ có một bí mật, con muốn nghe không? Con xem có phải anh con mặc áo ngược không? Hôm nay mặc áo ngược. Mẹ, Nguyên Nguyên có bí mật nào để kể cho mẹ không? Nguyên Nguyên đã nói gì? Đây là bí mật giữa con gái bọn em, không cho các anh biết được. Phải không, Nguyên Nguyên? Lan Nguyên bảo Hùng Phi khi cô bé vui vẻ. Giờ thì tôi tin rồi. Bởi vì có những cảm xúc không thể giấu nổi đâu. Tình thân và tình yêu mà cô ấy cần đều có thể tìm thấy ở chỗ của Hùng Phi. Những thứ này anh không thay thế được. Mẹ, từ từ thôi. Mẹ về đi. Đến đây mẹ nhớ báo với con nha. Hai đứa làm việc đi. Anh, em không về đâu. Hùng Phi, anh đã sẵn sàng để bên Lan Nguyên chưa? Sẵn sàng rồi. Thật sao? Chúng ta đều thuộc đội truy quang. Chúng ta đều rõ làm cứu hộ thì cần phải hy sinh nhiều điều. Anh yên tâm, anh làm được thì tôi cũng làm được. Không, anh phải làm được nhiều hơn tôi. Lan Nguyên không phải một cô gái bình thường. Cô bé đơn thuần, lương thiện hơn, cần người khác chăm sóc hơn, và dễ bị tổn thương hơn. Khi anh đi cứu hộ, có thể cô bé sẽ cần anh ở bên hơn là người khác. Anh nói cho tôi biết đi, anh sẽ bảo vệ nó như thế nào? Tôi... Hùng Phi, nếu anh thực sự quyết định ở bên Lan Nguyên, vậy phải đồng ý với tôi một điều kiện. Anh nói đi. Rút khỏi đội cứu hộ. Hẳn anh biết đội cứu hộ có ý nghĩa thế nào với Hùng Phi. Biết chứ. Nhưng anh ấy phải đưa ra lựa chọn. Em xin lỗi. Anh ấy lại làm khó anh rồi. Anh hiểu mà. Cho anh chút thời gian, anh sẽ giải quyết xong xuôi. Nhà tù số 2, thành phố Lâm Giang.
cho bé. Cháu. Cậu thanh niên à, cái tên này dễ xuống gặp nguy hiểm đấy. Mau gọi 120 đi. Thiếu oxy lên não từ 8 tới 15 giây là sẽ mất ý thức. Vượt quá 6 đến 10 phút sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Nghiêm trọng hơn là sẽ dẫn đến chết não. Tôi muốn hỏi, chúng tôi đi gì nào? Chúng tôi là một tổ chức cứu hộ thiện nguyện. Tên là đội cứu hộ truy quang. Còn tuyển người không vậy? Cậu muốn tham gia sao? Tôi có được không? Có gì mà không được. Nhưng tôi từng đi tù. Cậu bảo sao? Tôi từng đi tù. Đội cứu hộ truy quang, chỉ thay sao?